Ok, chào anh em nhé. Thì hôm nay tôi đang hỗ trợ kém 11 này, thì đang hỗ trợ cho thằng Hoài Nam. Cô Hoài Nam này đang có 4 5M. Cô báo vào bản sân này em ơi. Là ngay lấy xỉu 3M mà bát nào. Câu này thì khá là quen rồi. Một câu 1. Thằng cô này nó nợ nhiều quá anh em ơi, nó cũng tâm sự với tôi. Nào là sâu ra giấy nợ các kiểu, các khoản nợ thì cũng khá là nhiều. Nên thôi, hôm nay cũng hỗ trợ em 5M này về cái số lãi cao nhất nhé. Thông thường tôi kéo đi cho anh em thì đến mức lãi mà ổn định thì dừng. Nhưng mà riêng em trai này thì tôi sẽ cố gắng vượt cái mức mà target đề ra, cho nó trở về với xã hội anh em ơi. Cho nó sống chui sống nhủi mệt lắm. Tội nó em ơi. Tội nó anh em ơi. Bố. Đấy, cộng 3M. Đấy, nhiều khi anh em cộng 3M như thế là một tháng lương của anh em rồi còn gì nữa đúng không anh? Nhiều khi anh em đi làm cà phê phục vụ này nó một tháng lương của anh em 3M này cho mấy. Rồi, tiếp nào. Thì đang cộng 3M, tiếp tục đi thầy tài theo cầu đi. Mượn thêm gốc 1M nữa làm thầy tài 4M. Rồi. Nó cũng tâm sự tôi nhiều anh em ạ. Thằng cô này tâm sự tôi khá là nhiều bên Facebook. Mới có 23 tuổi thôi anh em ơi, cũng bỏ học đi làm. Nói chung mọi người một hoàn cảnh thôi, anh em mình không thể nào mà sống trong hoàn cảnh của nhau được. Thì thôi, anh em cứ đến là tôi đón. Đúng là trụng thôi, mà sẽ cho gì. Sống mà làm khó anh em thì anh em làm khó là sống chứ sợ chó gì đúng không anh em. Hy vọng con tài nào cho cô em nó về bờ nhanh nào. Cô thương cái nào, cô thương cái nào, bú cái hũ nào, bú cái hũ nào, có hũ cho anh em, có hũ cho anh em, bú bú hũ hũ đấy. Tuyệt vời anh em ơi, đấy quá đẹp. 4M lên 11M, 4M lên 11M tất nhiên nó sẽ lại đây. Để xem thử nào, tay này mình ăn được 7M4 anh em ơi. 7M4 cộng với tay tài đầu tiên 3M hiện tại cộng 10M rồi, ngon. Đang cộng 10M anh em nhá. Đấy, cộng tay tạm 10M. Đẹp luôn anh em ạ. À. Rồi, tiếp tục chờ đợi này. À, cầu đẹp cầu khuôn. 18. Theo nhẹ cầu thôi, xỉu 3M. Theo nhẹ cầu thôi thôi. Đấy, tay này theo xỉu 3M. Rồi, tôi vào không kịp, tôi vào kịp không này. Rồi, nó trả tiền ăn cửa mất rồi. Không biết là em vào kịp hay không? Vào kịp không em? Đấy, tôi vào nó trả tiền ăn cửa rồi thì chắc là của em cũng không vào kịp đâu. Rồi, 82. Không kịp ăn ạ, may hoàn, ok. Cô thương, nói chung là anh em chơi cơ bản vậy thôi, có yếu tố may mắn trong đó anh em ạ. À. Tay này là đâu? 10M, xỉu 5M. Rồi, vào mặt tay là xỉu 5M anh em ạ, em đợi xem tay này này. Thông thường những cầu mà 1-1 đang đi chạy dài sau đó nó hồi lại cầu cho anh em ăn đi 1-1 lại nhá. Anh em chúng đợi xem này. Tôi thấy anh em cầu này khá là ngon, khá là đẹp. Tôi đi 50 cầm vốn. Rồi, 3 giây mở bát cho anh em này. Khá là đẹp, khá là đẹp. Khá là đẹp luôn anh em ơi. Cộng 15M. Đấy, tôi nói với anh em mà, cầu này cầu khá là khuôn rồi. Ok chưa? Đúng má nó đi luôn 7M cái thằng này. Em thêm 2M. Mày lại tham rồi đấy. Đấy nó. Đi luôn 7M. Em cũng kết cầu quá. Ok, mày kết cho mày. Là hiện tại nó cộng 17M này anh em ơi. Xỉu 7M. Bình tĩnh đi. Đấy, nói chung là chơi cứ bình tĩnh thôi mà. Đấy, không biết tôi vào cái này nó hoàn tiền nó em à. Rồi, mở bát nào. Ôi, nó hoàn tiền rồi. Nó hoàn tiền rồi. Kịp không em? Của em hy vọng nó kịp anh em ơi, tôi hoàn tiền không được nhưng mà hy vọng nó kịp. Đâu mà nó kịp luôn anh em à. Đẹp. À, tôi hô mà. Bố cộng 7M là bao nhiêu là ta? 24M anh em ơi. Hay đấy. Cô thương 23M. Ok. Cô đang thương. Anh cho mấy tay nữa. Rồi. À, nó cộng 23M. À, có đẹp anh em ơi. 1 2 3. Tay đi tài đi. Thôi chắc không kịp đâu anh em ơi, tài 4M. Em tra có kịp hay không này. Tài 4M. Tài 4M, bú luôn tay tài em nhá. Nếu mà nó đánh kịp là bú không em. Đâu, nó vào luôn tay tài 7M cái thằng này được. Mày tham quá em ơi. Bình tĩnh đi. May mắn không đến nhiều lần đâu.
Thấy không anh em, nợ quá bây giờ làm liều. Bao nhiêu ta, 24 cộng cho nó 7m nữa là 31m. Thằng này vào phải xỉu đi, 30 ở 30 rồi, xỉu cho 5m đi, xỉu 5m đấy. Đây xỉu 5m để xem nào, cậu đang khôn tôi bể luôn, đang khôn mẹ nó, đang khôn nó về tài rồi, gãy tay đang cộng 25m anh em ạ. Ôi cộng 22 khôn thế nhỉ, khôn thế nhỉ, đẹp thế anh em nhỉ. Anh ơi không kịp, à mày mày nó đã không kịp anh em ơi, đúng má thằng này đúng thật may mắn thật anh em ơi, xỉu 10m còn còn 30 má thằng này đúng thật anh em ơi. Nhìn xem này, tay anh thì nó bú kịp mà tay gãy thì nó lại chắc là mạng lát đéo vào kịp anh em ơi, mày lại khá là may mắn đấy. Có xỉu cho anh em luôn, bú cộng 40m, mày được cô thương ấy. À thằng cu này mẹ đúng thật anh em ơi, à, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn anh em ơi, phủ ngay đây xỉu. À, thằng này tôi kéo rất là nhiều trường hợp rồi nhưng mà trường hợp thằng cu này đặc biệt anh em ơi, cô thương liên tục, cô thương liên tục, xem nào. À xin ngầu đi lên này, lên này, lên này, tài đi tay cuối để xem đẹp thì anh em chơi tiếp và 10m đi. Ôi như này nó trả rồi, khả năng trả rồi, khả năng trả tiền tay này là anh em ơi, không thể nào mà ăn được tay này trả tiền rồi, trả tiền, trả tiền, trả tiền, may mắn anh em ơi, mình trả tiền đấy rõ luôn mà anh em, không sao đúng thật anh em ơi, thằng cũ thằng cu Hà Nam này cô thương quá nhiều anh em ơi, lên 40m rồi, 5m lên 40m. Cầu này thì cái gì nhỉ? Thằng này máu liều nhiều máu não thôi anh em ơi. 2, 5, 1, ok. Lộng cho này cái tải đi. Để xem nào. Thằng cu này nó có may mắn hay không nào anh em ơi. Tôi làm tiếp tục tay tải này. Không sao anh em vẫn đã có lại nên không có sợ nhé. Chơi theo cách mà gọi là. Rồi tay này không thể nào mà trả tiền đâu anh em ơi. Không thể nào trả tiền đâu. Không thể nào mà trả tiền đâu anh em ơi, có bú ngay tài tài này nha, không thể nào trả tiền, quá đẹp bú, chính thức lên 50m anh em ơi, mẹ, ít 10 tài sản rồi, 5m lên 50m, quá đẹp. Tôi cho anh một tay hiện tại là tay này, tôi coi nào, tay này nói chung là nhả cầu lại anh em ơi, nhả cầu lại xíu 5m nhả cầu. Nó đánh về nhả ra anh em ơi, đánh về nhả ra. Hôm nay thì kiếm thằng cô này khá là hay anh em ơi. Cô thương rất là nhiều. Cô thương rất là nhiều anh em ơi. Tay gãy á thì nó lại hoàn tiền, hoặc là không vào kịp, còn tay ăn thì nó đánh nhiều khi đánh hơn mình, nó hơn cái lận hô luôn. Anh em ơi, cô thương thằng cô này rồi. Cô thương, không sao. Rồi, chốt đi. À 50m rồi. Anh em ơi, thằng cô này Hoài Nam kiểu không? Khá là lâu, khá là vui, khá là gay cấn, nhưng mà 5m 4 5m lên hiện tại là 50m nếu mà ít 10 tài sản. Em mày rút đi. Ăn cứu em trên này đi. Mày tham nữa đi. Anh em ơi, quá tuyệt vời. Dạ em rút xong báo bạn ok. Một là nghỉ chơi luôn. Hai là chơi từ từ. Chơi kiểu như mày vậy lắm. Ok. Xong. Đòn kèo nhá. 5m. Lên 50m. Ít 10 tài sản đi mày. Trời ơi, nhiều khi một số tiền lớn đấy em ơi. Đấy, nói chung là thằng cô này nó nợ khá là nhiều. 50m đây thì cũng nói chung là cũng gọi là vừa đủ để trả nợ cho nó, và cũng có dư một chút để cho nó gọi là trang trải cuộc sống. Thì thôi, hôm nay cái video kiểu kiểu thằng cô này khá là vui, khá là nhộn nhịp, khá là cực tính anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh xem video của mình nhá. Hoàn thành cho em Hoài Nam rồi anh em nhá.